chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Và hôm nay trên chuyến hành trình đi phượt lên sống lưng khủng long ở tại Bắc Yên của tỉnh Sơn La các bạn nhé. Hôm nay thì trên chuyến hành trình mình thì từ Yên Bái đi sang đây thì giờ phút này nó cũng là giữa trưa, 12 giờ rưỡi. Hai anh em mình nghỉ đỗ ở đây để ăn tạm cái gì đó. Và hôm nay anh em mình cameraman đây bát này bát mì, mình cũng hai bát mì trứng để ăn để tiếp sức để đi tiếp. Tối hôm nay thì đồ đạc thì anh em tôi đã chuẩn bị sẵn ở xe rồi. Trên chuyến hành trình thì mình ghi lại hình cho tất cả các bạn cùng đến với sống lưng khủng long để khám phá. Và có khi là tối hôm nay thì mình sẽ cắm trại ở đấy, trải nghiệm một đêm ở đấy. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Đây đồ nghề của anh em tôi, hai anh em tôi đi là chuẩn bị sẵn ở trong này rồi các bạn ạ. Ở trong này thì có một cái chăn này, áo rét này, một bộ quần áo nữa. Anh em tôi dự kiến nó đi 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Đấy, còn đồ nghề thì có máy quay, pin, bùng các thứ thôi. Cũng không mang theo cái đồ nghề gì nó cồng kềnh cả. Trong này thì đồ thằng em. Đây là một cái trại này, chân quay này. Đấy, còn đồ ăn, thức uống một tí nữa gần đến mình mới mua để đến đây trải nghiệm. Chứ mình không mang đi từ nhà, tại vì nhà rất xa, mà đi từ sáng, chiều mới đến gần đến nơi, bây giờ còn 40 cây nữa cơ. Lên đấy mua và lên đấy làm ở trên đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Đi theo hướng này các bạn ạ. Đây các bạn ạ, hiện tại thì mình đã đi đến huyện Bắc Yên và bắt đầu rẽ lên đường đi khu Tà Xùa, xã Tà Xùa các bạn nhé. Ở đây hình như là chỉ có lên đèo thôi, chỉ có lên là lên thôi. Và đường ở đây thì cũng nó cũng đã hỏng khá là nhiều nên là đi khá vất vả các bạn ạ. Ổ gà, ổ voi ở đường nhựa này nói chung là nó nát hết rồi, con đường này là nát rồi. Đây, càng đi lên thì càng thấy khó. Các bạn ơi, hiện tại thì anh em mình đã đến cái khu trung tâm của xã Tà Xùa các bạn ạ. Ở khu vực này khá là đông. Về cái dịch vụ homestay, nhà nghỉ thì cũng nhiều. Và những cái nhà nghỉ mới vẫn được đang xây dựng ở đây. Cái đầu tiên mình cảm nhận được ở cái không khí trên này, đó là cái cảm giác rất là mát giữa mùa hè, nhưng mà mặc áo khoác. Mình vừa bỏ áo khoác nhá, mát lạnh luôn. Và em gái ở đây thì có bán mấy con gà nhà bán ở dài đây, thì anh em mình quyết định mua một con để tối nay sang cái đỉnh núi Tà Xùa kia để nướng và ăn trải nghiệm cái đêm ở đó. Gà ngon đấy nhỉ. Vâng, em gái rất là xinh ở đây luôn các bạn ạ. Còn đây thì mình chỉ cho các bạn là có hai cái điểm du lịch mà các bạn có thể lên đây. Đó là một, đó là cái thiên đường mây Tà Xùa thì nó nằm ngay ở đây thôi. Ra đây mình chỉ cho. Còn cái sống lưng khủng long thì nó cách đây khoảng 12 km nữa các bạn ạ. Khá là xa cái điểm này đấy. Nhưng mà mình nhìn thấy con gà nó ngon quá, mình mua luôn. Đây các bạn ơi, quá là đẹp luôn, nhìn từ cái khu vực trung tâm xã mà xuống cái một cái bản làng ở đây. Có những cái tràn ruộng bậc thang đẹp vút mắt luôn các bạn ạ. Quá là đẹp luôn. Bây giờ nó lại đang mùa vàng nữa ấy. Đẹp lắm. Đấy, làm sao mà mai mình có thời gian để mình khám phá cái bản làng này cho các bạn cùng xem. Còn cái sống lưng khủng long thì nhìn ở đây sang thì nó nằm ở kia kìa. Ở đúng cái đầu ngón tay tôi chỉ ấy. Ở bên kia là có một cái bản nữa nhá. Tức là tí nữa là mình đi, phải đi từ đây này, từ khu mình đứng này vòng vào tít ở tận trong kia, xeo trườn theo cái men đồi kia, có cái đường đấy. Từ đây nhìn sang đấy gần gần thế thôi mà 12 km nữa mới đến đấy. Đấy, nhìn ở đây sang thì đã rất đẹp rồi. Sang vào đấy thì cảm nhận thì tuyệt vời đấy. Mình chỉ thích những cái tràn ruộng bậc thang này thôi. Bác nào chụp ảnh thì đúng là nhìn cái cảnh này có cái len nó chuẩn chuẩn, nó chụp xuống thì đẹp lắm. Một màu vàng xen lẫn với cỏ cây màu xanh. Đẹp cực. Đây các bạn ạ. Mua được con gà bản. Ôi. Rơi cái gan rồi. Mua được con gà bản ở đây thì mổ luôn. Đấy, con này là chỉ bán 140.000 một cân nhá. Nhà bản rất là ngon. Thì ướp luôn gia vị ở đây để tí nữa sang đấy chỉ việc là xiên vào nướng thôi. Nhìn cũng có vẻ là ngon đấy.
Hiện tại thì mình đã đến cái khu vực sống lưng khủng long rồi các bạn ạ. Đây, trước mặt đây các bạn ạ. Đi xe máy xuống đường khá là khó nhá. Nhìn ở trên này nó thế thôi, nhưng mà xuống dưới có vẻ nó cũng khá phức tạp đấy. Ui dồi ôi, hai em nhỏ kia vào đi, rơi xuống đấy bây giờ. Ở đây người ta thiết kế những cái chỗ này để cho du khách chụp ảnh đó. Chụp ảnh và nghỉ ngơi ở tại đây. Có những cái căn lán để người ta ngồi ở đây ngắm nhìn này. Thực sự nhìn ở đây thì phải nói là rất là đẹp luôn. Hai bên thung lũng rất là sâu các bạn nhé. Ở trên này nó lồi giữa, và hai bên là vực rất là sâu. Và cái đầu tiên mình cảm nhận đến đây đó là cái không khí nó rất là mát, mát lạnh luôn. Đấy, nắng bây giờ chưa tắt, khoảng 4 giờ chiều. Đúng 4 giờ. Và bây giờ nắng nó bắt đầu lấp ló, mây nó che dần đi. Nhìn những cái sườn núi rồi là những cái sườn núi rồi những cái thửa ruộng bậc thang, thật sự là phải nói là rất là tuyệt vời. Hiện tại thì mình đứng ở đây thì nhìn nó chưa được cận cảnh cho lắm, thì bây giờ mình sẽ tiến xe ra đấy, chinh phục cái sống lưng khủng long nổi tiếng nhất Việt Nam này. Bạn ơi, mình đi được một đoạn thì mình phải dừng chân lại nghỉ một chút, tại vì mình phải nghỉ ngơi một chút để lấy cái can đảm đi qua cái đoạn mà khó nhất ở đoạn kia các bạn ạ. Hai cái sườn núi nó vách thẳng đứng xuống. Và cái lối đi nó chỉ rơi vào khoảng độ 40 phân thôi. Tầm đấy thôi là ra đến cái điểm cuối cùng của sống lưng khủng long các bạn nhé. Rất là hồi hộp nên mình phải dừng xe lại một chút đã, để lấy lại bình tĩnh và chỉnh lại flash cam bay góc cho nó đẹp đẹp cho các bạn xem. Đây, khung cảnh toàn cảnh ở đây các bạn này. Bây giờ trời nó cũng chiều chiều xuống rồi, có những cái tia nắng xiên xuống ấy. Đấy, có đám mây kia che mặt trời rất là đẹp. Và trên đỉnh kia thì bắt đầu những tràn mây bắt đầu kéo về rồi đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhé. Đoạn này rất là nguy hiểm luôn các bạn. Đây, quay xuống bên phải này, mình nhìn các bạn xem này. Một cái vực sâu khoảng phải đến vài trăm mét. Nếu mà tính đến suối thì nó phải rơi bằng cây số. Nhưng mà cái đoạn dốc nhất thì chắc nó phải rơi bằng vài trăm mét các bạn. Quá nguy hiểm luôn. Rất là hồi hộp, một cái cảm giác phải nói là nguy hiểm. Ủa, ổn không đây? Đây, khả năng em xuống đi bộ. Bên kia, bên kia. Bên này nhé. Cảm ơn. Ui. Thôi. Anh ấy sẽ xuống bên này vực. Bên này vực kia, cả vực bên kia. Từ từ. Để em xuống. Được. Đập chân run. Yeah. Quá khủng khiếp luôn. Ui ôi. Chỗ này là rộng một tí thôi. Chỗ này chắc là cái eo nguy hiểm nhất đây. Ui.
từ từ anh ơi. Ok, và hiện tại thì anh em mình đã đến cái điểm cuối cùng của sống lưng khủng long rồi các bạn ạ. Quay toàn cảnh cho các bạn bằng cái camera thường này. Một chút nữa thì mình sẽ quay những cái góc trên cao cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn này, đẹp chưa? Những cái tràn ruộng bậc thang, rồi là những cái thửa nương ngô khoai sắn của người đồng bào ở đây. Úi dồi ôi, bây giờ mới nhìn ra là lúc nãy mình mua gà thận kia Tình ơi. Thấy không nhỉ? Kia. Đúng rồi. Chỗ trắng trắng ấy phải không? Hay là bên dưới này nhỉ? À kia, cái mom kia. Cái mom thấp hơn, không phải mom cao ấy đâu. Đấy. Mà đi vòng. Có người đi nương về này. Đấy mà đi vòng từ từ kia nhá. Vòng sâu vào trong hủm kia. Đấy, tận trong cái mấy vòng ra ngoài này. Bây giờ mình mới đi đến tận đây. Quay này nó hơi ngược sáng nhưng mà này ánh sáng đẹp chưa. Dưới này là những cái tràn ruộng bậc thang này của người đồng bào dân tộc Hơ Mông ấy. Và cái không khí mát mẻ, tuyệt vời. Cảm giác như kiểu là xua tan mọi cái muộn phiền trong cuộc sống. Anh chị đi nương về. Đi nương về anh ơi. Đi làm lúa à? Hay là... Thu lúa. À thu lúa, thu lúa ruộng bậc thang đấy nhỉ. Vâng. Nhưng đi bộ này xa lắm nhỉ. Đấy. Và bên này thì đây này, dưới này là những cái vực rất là sâu nhá, thẳm xuống dưới này này. Đấy. Hôm nay thì anh em mình sẽ bắt đầu là dựng trại ở đây đây. Để nướng gà đây các bạn ạ. Kia là một cái đập thủy điện đang được xây dựng, hình như là đi vào hoạt động rồi thì phải. Còn bên kia là những cái bản làng của người Hơ Mông. Người ta ở rất là cao các bạn ạ. Cao trên tầm giữa đỉnh núi cơ. Thật sự ở đây nhìn thì bao quanh đây chỉ có núi là núi là núi, không có một cái gì khác nữa. Tuyệt vời. Ok, bây giờ bắt đầu là dựng trại thôi nhỉ. Đây, hiện tại thì mọi người chiều đến thì mọi người đi làm nương làm ruộng về rất là đông các bạn ạ. Có hai một cái vừa đi qua rất là xinh luôn. Đây. Đằng sau này là các cô đây. Đi làm ruộng này các bà ơi. Có mệt không? Không có chi đâu. Mệt quá. Mệt quá. À, đi làm ruộng về quá. Cảnh đẹp thế này cũng hơi mệt tí đấy nhỉ. Đấy, bây giờ anh em mình phải đi lên bản để lấy củi. Tại vì mình khảo sát ở khu vực này rồi, không có củi đâu nhá. Chả biết là tại sao là ở đây người ta không trồng cấy những cây lâm nghiệp. À, hình như là đá, vách đá các bạn ạ. Vách đá thẳng đứng đâm ra là người ta không trồng cấy được. Đâm ra chỉ mọc mỗi cỏ thôi. Cỏ thôi, chỉ có cỏ thôi các bạn ạ. Bây giờ thằng em mình phải đi lên bản để mua củi đã. Mình ở đây mình nhóm lửa trước, chuẩn bị các cái thứ này trước.
Trại chiếc thì đã xong rồi. Ok, hết rồi đấy. Khánh Tỉnh nó vừa đi thiết kế được một cái số đồ để đi lên bản lấy các bạn ạ. Ở đây đặc biệt là không có củi nhưng lấy mình đã tìm rồi đấy, cũng bảo cho các bạn rồi đấy. Đi mua được một đống củi. Con gà thì vừa nãy mình đã ướp gia vị rồi, bây giờ chỉ là bổ ra và lúc nãy là lên dân bản trên này người ta cũng khá tốt các bạn ạ. Mượn được một cái vỉ này. Đấy, một cái nồi này. Và lúc nãy là anh em tôi có mua mua thêm là 4 gói mì cộng với rượu này, nước này, đầy đủ hết rồi. Dao thì anh em tôi mang từ nhà đi. Con dao này rất là sắc, mài trắng loáng, dao mông mài từ nhà đi các bạn ạ. Ok, và bây giờ là bắt đầu là lên đèn, à lên lửa, chuẩn bị nướng gà, uống rượu. Thật sự phong không cảnh. Phong cảnh phải nói là hữu tình nhưng mà lạnh lắm các bạn ơi. Rét lắm. Mình đang viêm họng nữa, ho. Kìa kìa, bên kia là bản cái mông kìa. Sáng sáng kìa đấy. Ánh trăng bắt đầu là lên, lú lên và may. À, đây giới thiệu cho các bạn là may thằng em mình có cây đèn tích điện đấy. Đây này, cái đèn này mà các bạn đi phượt là dùng khá là hay các bạn ạ. Nó sáng lắm, sáng được khoảng vài tiếng đồng hồ cơ. Hôm qua cũng đã sạc pin khá là ổn rồi. Ok, nướng thôi nhỉ. Lửa anh túi trong trong túi này. Đúng rồi đấy. Lúc nãy chú kia là chú rất là tốt, chú cho một bó cái đóm bằng pơ mu ấy các bạn. Riêng cái này nhá, chỉ cần châm phát là cháy luôn. Cái kìa, châm phát là cháy luôn. Các bạn đi là nhớ là khi mà nhóm lửa lên vùng cao, lên đồi, lên rừng ấy, nhớ vào dân bản và cho cháu xin một ít đóm pơ mu để mà nhóm lửa. Cái công đoạn nhóm này nếu mà trời nắng như này không sao, mà trời mưa là cũng vất vả phết đấy. Đây các bạn ạ, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì con gà anh em tôi nướng bây giờ nó đã vàng như thế này rồi. Rất là thơm rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ là lúc nãy là mình thiết kế một cái cây củi để đẽo ra để làm cái thớt. Thật ra đây rất thiếu thốn, nó không như ở nhà. Ăn bờ, ăn bụi nó ngon thật nhưng mà các cái đồ dùng các thứ nó rất là... Ok, nước sôi rồi. Rất là thiếu thốn. Còn bên kia là đang đun cái nồi để nấu nước mì các bạn ạ. Đây, tí đổ vào đây luôn. Đấy, làm mỗi thằng một gói, trong sáng mai mỗi thằng một gói. Đó, bắt đầu làm việc. Đấy, dao dựa đây, bắt đầu chặt nhá. Còn cái gì nhỉ? À, gia vị thì cũng không thiếu đâu nhá. Gia vị lúc nãy xin em kia là có ớt này. Ớt này, súp này. Và hai quả chanh ở đâu vậy? Đây này. Đấy, chanh này, đầy đủ. Giờ chuẩn bị nó nhắm rượu thôi. Đây này, anh em tôi là lúc nãy là xin ở trên kia được mấy cái chai gia vị xin nước ấy. Xin nước về đây để uống thì tận dụng hai cái này để cắt ra làm cái chén rượu các bạn ạ. Làm cái cốc rượu ấy. Đấy, như này là được một cái rồi đúng không? Làm hai cái. Những cái này cắt ra thì bọn ê, mình... Ê, con bọ gì to. Cắt ra thì tí nữa bọn mình ấy hết. Nên sẽ đốt hết chứ không để rác ra đây đâu. Phát. Con này không biết là con... Các bạn nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ? To lắm, không phải bọ hung đâu nhá. To đùng ấy. Nó thấy ánh sáng nó vào đấy. Rồi, vào đây chặt gà. Gần gần vào đây. Đây
thiếu thốn thế đấy, bát đũa không có phải dùng túi bóng các bạn ạ. Đấy, thớt thì dùng củi, nướng còn hơn được quán này, như kiểu sấy. Bỏ ra lát, sôi chưa? Nước sôi chưa? Ôi bây giờ anh em tôi xin mời tất cả các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng mời tất cả các bạn nha, giao lưu một chút. Ai à, rượu bản đây cũng được phết đấy nhỉ, khá là ngon. Nước chấm thì anh em thôi chơi vào cái này. Thật ra thì các bạn kể cả đi mà đi trải nghiệm như anh em tôi nhá, là mình đi rồi cũng có một chút ít kinh nghiệm thì mình cũng bảo các bạn này. Đầu tiên là đi phải mang theo dao, bật lửa. Đấy. Còn những cái đồ ăn này ấy, thì cũng không nhất thiết đâu. Mình đi lên bản này mua cũng được. Nhưng mà giá ở đây người ta bán cũng hơi cao so với thị trường ở dưới kia. Nên là mình lên đây mình đỡ phải công mang đi ấy. Về gà qué hay là bánh trái hoặc là cơm nước thì mình lên đây mình, nếu mà các bạn có đồ sẵn sàng thì cũng tốt thôi, mang từ nhà đi thì cũng mình chủ động hơn. Ngày hôm nay anh em mình mua được con gà này ăn nó tươi hơn, mổ từ nhà đi. Con gà bản này thì thật sự là nó rất là tươi, ngon lắm các bạn. Con gà bản rượu cũng rượu bản. Ok, có lẽ là cái video mình cũng xin phép được kết thúc ở đây để anh em cùng ăn uống hàn huyên một tí. Nếu bạn thấy hay thì thú vị mà lên đây trải nghiệm thì nhớ là những cái điều mà mình vừa nói với các bạn đấy, các bạn thấy hay thì thú vị hãy ủng hộ mình bằng một sub và một like video, chia sẻ video để các bạn bè từ trong nước cũng như ngoài nước lên đây để cảm nhận cái không khí ở đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.